Chào các bạn. Ở cái video này mình sẽ thêu cái chữ U của trong cái chữ phú nha các bạn, chữ U và dấu sắc ở trên. Rồi bây giờ các bạn lên kim ở cái vị trí này, vẫn là thêu sắc trước hoàn sau chỉ 3 ha. Ở hai mấy clip trước, cái clip gần trước thì chữ H xong rồi, bây giờ các bạn lên kim ở cái vị trí mình để đá kim nè, thấy không? Nó tương đương và nó ngang với cái chữ cái nốt cuối cùng, cái gạch cuối cùng của chữ H á. Rồi, các bạn lên kim cho đó cho mình, kéo sợi lên. Ở cái hàng này các bạn thêu cho mình là 4 chữ X nè. 4 chữ X. Phần này là chữ U nha các bạn, phần này của bên chữ U. Thì cái hàng này là 4 X. Tiếp theo các bạn xuống cho mình một ô. Đi xuống một ô và các bạn thêu cho mình là tổng cộng 7 chữ X. 6 7. 7 chữ X nha, các bạn thêu lên cho mình là 7 chữ X. 1 2 3 nè. 4 5 6 7. Rồi các bạn quay về. Rồi. Bây giờ các bạn đâm kim ngang cho mình, đâm kim ngang cho mình ha, một ô. Các bạn thêu lên cho mình là 2x. Rồi. Nối lại một chữ X chỗ này cho mình. Đi rồi. Bây giờ ở trên đầu, các bạn lên kim ở trên đầu có dấu chữ X này cho mình. Rồi, hàng này thì chúng ta chỉ thêu có một chữ X thôi. Các bạn xuống một cho vậy cho mình nha. Đang nói chuyện với nhau. Xuống một ô cho mình. Sau đó các bạn lên cho mình là 4 chữ X. Thêu lên hàng này là 4 chữ X nè. 1 2 3 4. Các bạn lên 4 X nha. Rồi. Xong cái hàng này 4 X thì bây giờ các bạn xuống cho mình một hỏi nữa. Ở cái hàng này các bạn sẽ thêu cho mình là 8 chữ X. 8 X nha các bạn. Rồi, 8 X. Rồi, sau khi các bạn đã lên được 8 chữ X, các bạn về 1 chữ X cho mình. Và các bạn đâm qua hàng kế bên. Đâm ngang qua luôn á. Bỏ 2 ô. Nè, 1, 2, 3. Cho vị trí này ha. Các bạn lên cho mình là 4 chữ X. Đâm qua và thêu lên cho mình là 4 chữ X. 1 2 3 4. Các bạn nhìn chưa ra chữ U phải không? Rồi nha, ở đây chúng ta sẽ quay trở về. Quay trở về. Các bạn thêu xuống cho mình hai cái dấu nữa. 1 2. Là đây ha. Các bạn sẽ đâm kim thẳng qua bên đây luôn. Cho mình. Và lên cho mình tổng cộng là 6 mũi chữ X. 6 mũi thì nó sẽ bằng như này. Lên 6 mũi nha. 1 2 3 4 5 6. Ở đây mình 6 mũi, giờ các bạn về 1 mũi. Đâm ngang qua cho mình 1 mũi. 1 mũi nữa. Rồi, các bạn đâm xuống cho mình 1 chữ X, thêu cho mình 1 chữ X. Thì ở đây các bạn thấy
quay về, bắt đầu các bạn có thể quay về, quay về dấu dấu quyền. Thì các bạn thấy chữ U nó sắp hiện ra rồi đó. Rồi, tới đây ha. Các bạn đâm kim về cái hàng bên ngoài lúc nãy đó. Đặng chúng ta về luôn cái hàng lại, về lại dấu huyền lại của cái hàng chữ U. Các bạn nhìn cũng sắp ra chữ rồi ha. Rồi, tới vị trí này thì các bạn đâm lên đây một mũi, có một cái ô ngang cho mình. Chúng ta sẽ thêm một cái ô chữ X nằm ngang. Đây là một ô X nằm ngang ha. Rồi các bạn lên một ô, thêm cho mình một chữ X. Tiếp tục lên một ô và thêm cho mình một chữ X. Đây là cái đá của chữ U nè, cái đá cuối của chữ U. Bây giờ mình sẽ, mình hết chỉ rồi, mình đổi chỉ. Các bạn đợi mình xíu nha. Rồi sau cái chữ X cuối này thì bây giờ các bạn đâm kim qua bên đây. Vị trí các bạn đâm thì các bạn bỏ cho mình 3 hàng nè, từ đây đếm lên nha. 1, 2, 3, 3 hàng trắng ha. Các bạn đâm kim lên. Thì cái chỗ ở cái hàng này các bạn thêu cho mình 2, 4, 6 ô chữ X. 6 ô X nha. Thêu cho mình 6 ô X. Rồi cái hàng tiếp theo các bạn lên giúp mình là 3 hàng nha. Lên 3 và chúng ta thêu là 4 chữ X. Lên 3, thêu 4. Rồi các bạn cuối cùng, các bạn lên 3 và thêu 1 chữ X nằm vị trí này nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêu luôn cái dấu sắc nha các bạn. Để mình kéo xuống. Bây giờ các bạn lên kim, từ vị trí này các bạn đâm kim qua đây luôn. Bỏ một hàng chỗ này, bỏ một ô chỗ này cho mình ha. Rồi các bạn đâm kim qua đây, vị trí này cho mình. Cái này mình hơi lười nè, mình lười cắt nhưng mà nó cũng ngắn, dân chỉ ngắn cho nên mình đâm qua luôn. Các bạn thêu cho mình lên là 2 chữ X. Lên 2 X. Rồi. Cái hàng tiếp theo, các bạn lên 1 và thêu 3 X. Rồi, hàng tiếp theo các bạn cũng dẫn lên cho mình là 1. Nhưng cái hàng này các bạn thêu lên là 4 chữ X cho mình. Rồi, không biết nha các bạn. Bây giờ các bạn tiếp theo, các bạn lên 1, thêu 3 X. 1, 2, 3. Rồi, hàng tiếp theo lên 1, thêu 2 X. Cuối cùng, một ô cuối cùng chúng ta lên 1 và thêm 1 X là xong cái dấu sắc. Đây là xong cái dấu sắc nha các bạn. Nếu các bạn muốn dấu mặt trên á cũng không có vấn đề gì đâu nha. Rồi các bạn đâm giữa như thế này cho mình nè. À, dấu mặt trên nè, dấu chỉ mặt trên.
bình thường hả ba, thấy bình thường á. Sau đó các bạn cắt. Rồi. Cái chữ hơi thiêu hơi lâu, với lại phải thiêu từng ô cho nên phải quay kỹ cho các bạn để các bạn thiêu từng cái cho nó dễ. Rồi các bạn chịu khó thiêu ha. Thì cái chữ phú này là mình đã thiêu xong rồi. Thì đây là phần thứ ba, chữ U và dấu sắc. Thì chữ quý, chữ quý ở cái clip sau thì mình sẽ thêm cái chữ quy. Còn cái chữ U này mình sẽ không quay nữa nha các bạn. Và dấu sắc cũng không quay nữa, mình chỉ quay chữ Y thôi. Mình sẽ lược bớt cái dấu chữ U này, vì cái chữ U của cái chữ quý này nó sẽ tương đương y chang chữ U này luôn. Thì các bạn chỉ cần bê nguyên cái chữ U này xuống sát chữ quy là ok ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video thiêu chữ lần sau. Cái series chữ này chắc cũng hơi nhiều video, cho nên các bạn chịu khó theo dõi và xem cho mình nha. Cảm ơn các bạn.